mình là trước khi đến Việt Nam Mỹ Korea nhé. Trang nhìn hình ảnh của Linh luôn này. Chút nữa em bây giờ em cười. Thôi, cô có thấy hình ảnh của bạn Linh không? Chào đón nhìn luôn ạ. Khác đúng không cô? Nhìn vào 4 tháng, 5 tháng giống như mẹ đây là con. Giống mẹ và con đó. Dạ vâng. Thì thực sự là khi mà phụ nữ họ trung niên á, họ tăng sinh mỡ quá nhiều, trong mình rất là giống trung niên. Và đây là hình ảnh của bạn Ninh trước khi đến với Việt Nam Mỹ Korea. Thì bạn Ninh là bị tích mỡ rất là nhiều sau sinh. Bạn Ninh là bị tích mỡ ở bụng trên, bụng giữa, bụng dưới, đặc biệt là hai cái đầu neo. Này, xem đấy. Này mà thông dẫn là Ninh chị ạ, bạn Ninh thì sợ. Phải là cô mà. Cô Ninh à. Như nào cô hay chị đây? Nếu mở hình này sẽ là cô này. Nếu hình này sẽ là cô này. Thì bây giờ bạn Ninh này là bị tích mỡ cả vùng tay và chân. Thực ra mình đang nói là bạn ở đây, nhưng mà các bạn có thể xem hình ảnh của Ninh bây giờ. Tại vì Ninh cũng ra bản chất của Ninh rất là trẻ, chứ Ninh cũng chưa phải tới hàng cô đâu. Nên Ninh có thể chia sẻ với các bạn được không? Ninh hãy đứng lên được không? Đây là hình ảnh của Ninh sau khi mà giảm cân thành công tại Viện Thẩm Mỹ Korea, là Ninh giảm toàn thân. Đấy. Và ngày xưa là một bụng của Ninh này là tác động là em là sinh này mẹ ba con ngày xưa bụng của Ninh đó là ít nhất là 45 ống đấy, cho cả hai cái thành neo và cả bụng trên, bụng giữa, bụng dưới để xử lý cho Ninh đấy. Và cả bắp tay của Ninh mỗi bên là 5 ống đấy, và cả đùi của Ninh nữa mỗi bên là 15 ống đấy. Ninh hãy xoay đằng sau được không đấy. Và với bụng xoài nách của Ninh ngày xưa xử lý hết 15 ống một bên cho cả xoài, cho cả nách và cả một cái phần xoài này đấy. Nên bây giờ là rất là gọn gàng rồi, chúng ta thấy này, cả hai thành neo rất là rõ ràng rồi. Phần chúng ta mặc và phần xoài, phần nách, phần giáo ngực của chúng ta này nó không có bị lòi mỡ ra được nhé. Còn cái lên màn trước đi. Đấy. Cho các bạn xem đi. Đây là hình ảnh của Ninh này, các bạn hãy so sánh nhé. À không được, cái này đấy. Hẳn của Ninh trước khi mà đến Viện Thẩm Mỹ Korea này. Chị Ninh quá đấy. Là cao, nếu mà còn béo nữa thì trông đồ sộ. Trông to cả ông xã cơ. Và bây giờ là hình ảnh của Ninh sau khi mà đã giảm thành công. Ninh Ninh giảm được bao nhiêu cân Ninh? Em giảm phải tầm gần 14 cân ạ. À. Chồng chị còn bảo là đi. Các bạn có thể quay mặt của Ninh được không? Chồng bà đi từ từ thôi, thịt nó lắm. Các bạn có thể quay trực tiếp cái mặt, quay thẳng mặt của Ninh được không? Tại vì mặt Ninh rất là thay đổi rất là nhiều. Đấy, như mình nói là trong ảnh thì có thể xưng là cô, nhưng mà bây giờ là chỉ có xưng là em thôi. Giảm đi là nó gậy hết. Tại vì Ninh rất là trẻ mà. Nhưng mà chị ơi chị, em hỏi này, em thấy da của chị bây giờ đẹp lắm. Ngày trước thì hình như giảm cân xong da có đẹp. Giảm cân mình cũng thấy da không gì thay đổi mấy. Đúng rồi. Vẫn mềm mại. Cái đó là Viện Thẩm Mỹ Korea chắc chắn sẽ cam kết cho bạn. Cái phần da sẽ không bao giờ có việc là trùng chảy, hay là sau khi mình đào thải mỡ rồi da mình sẽ không bị trùng chảy, mà nó vẫn rất là căng và đẹp. Thậm chí là khi mình giảm số cân rất là lớn thì dù 8, 9 cân hay 10 cân thì da mặt mình vẫn rất là đẹp, không có bị to thóp đi. Đấy, vẫn rất là đẹp. Đẩy vô đùa với Ninh là chiều nay cho Ninh đi tiêm hoa hồng. Và bây giờ mình sẽ đến với một ca là bạn Kim Trang. Đây, giờ tới em thì Trang. Đấy, cho em cười thoải mái. Trang thì không? Cô Kim Trang không nhận ra thật. Cô không nhận ra. Cô nhận ra cùng mình. Thường thường khi mà những cái cô mà thường thường là những khi bạn, những cái bạn mà giảm cân bản thân đấy, thì bạn sẽ không ai nhận ra bạn trước đây đâu. Trong trung niên đúng không? Đúng rồi, trong đó là trung niên. Tại vì đa số là không nhận ra là do cái động cầm của mình phát triển quá nhiều. Nhưng mà em là không phải ở Việt Nam đúng không? Dạ vâng ạ. Trang ở Malaysia mà. Trang bay về Malaysia về. Ở bên Trang về Trang làm tối lắm. Và các bạn có thể thấy là đối với Trang là một cái cơ địa mỡ cũng hoàn toàn khác. Trang là bị tăng cân nhiều, nhưng mà Trang bị thêm một vấn đề là Trang rất là thích ăn ngọt. Nên là những bạn mà thích ăn ngọt sẽ có một cái thành mỡ, nó sẽ đổ từ cái eo bên trái sang đến cái eo bên phải và nó chảy xệ đều hết. Đấy. Và Trang thì thích mỡ, cũng thích mỡ ở tay và chân, nhưng mà cũng không bằng Ninh. Đấy. Và Trang là cũng giảm toàn thân. Nói chung là Trang thì cái số ống của Trang thì ít hơn của Ninh, khoảng tầm 5-10 ống thôi. Đấy. Và Trang ngày hôm nay rất là đẹp rồi nè, các bạn có thể nhìn thấy là Trang đã có hai cái thành neo rồi nè. Bụng trên, bụng dưới của Trang là đã cải thiện 70% rồi. Nhưng mà Trang cái sẹo cổ của em là mới bị thôi ạ? Dạ vâng, mới bị ạ. Trang mới bị. Và sao ảnh chị? Tại vì các bạn có thể thấy là sẹo của Trang vẫn còn rất là mới. Nó còn bị đỏ rất là nhiều. Bị hồng rất là nhiều. Em là cơ điện lồi mà. Chút nữa lên anh xử lý cái sẹo đó Trang. Xong rồi đẹp là bay về nước luôn nhá. Nhưng mà Trang chỉ thấy là chân của Trang là giảm nhanh hơn bụng đấy nhá. Đúng rồi. Vâng, đúng rồi. Về cơ địa nhá. Thì bạn có thể thấy này, với Ninh này là Ninh giảm phần trên trước so với phần chân. Nhưng mà với của Trang á thì Trang là giảm nhanh. Trang làm toàn thân nhưng mà Trang là giảm nhanh cái bụng chân trước. Nên là Trang chân của Trang vẫn rất là đẹp. Em thử vẽ một xíu để cho các bạn xem cái chân của mình một xíu được không? Rất đẹp. Giống như bạn mà khiêu vũ lâu năm á, rất là đẹp.
Hiện nay là Trang đã có hai thành nail rất là đẹp rồi, đã tôn lên cái dáng của Trang rất là ok, đặc biệt là cái đôi chân thon thả của Trang. Ngày xưa đi thì là coi ấy, trường phẩm như coi ấy. Rồi ok, Trang giảm được bao nhiêu cân Trang? Dạ em giảm từ 65 cân xuống còn 51 cân. Trong vòng bao lâu Trang? 65 xuống 51? Một tháng. Một tháng. Trời ơi, tháng 4 này mà giảm. Nhưng mà con cũng là cái cơ địa rất là nhanh béo, rất dễ béo. Và thật ra nhé, Trang không cần phải làm điều chỉnh hai đâu. Tại vì cái enzyme này nó hoạt động mạnh nhất là tháng thứ nhất, và cái tháng thứ hai nó vẫn sẽ hoạt động, và Trang vẫn sẽ xuống tiếp tục được Trang hết. Nên là Trang chưa vội làm điều chỉnh hai hết. Thật ra là bây giờ Trang nó quá đẹp rồi. Đấy, bây giờ Trang giảm thêm, tháng thứ hai này Trang sẽ giảm thêm được khoảng tầm 4-5kg rồi đấy. Đó. Thế là hai chị này ngày nào phải mỡ là có khác nhau không? Mới mới giảm rất là chậm. Thế nhưng mà cuối lịch trình thì phải giảm nhanh hơn. Càng sau này càng giảm nhanh hơn. Sau giảm nhanh hơn. Mọi người có thể là giảm ở đầu lịch trình. Tùy đầu thì giảm chậm, vì cái người dễ béo thì rất là dễ giảm. Thực ra là ngày hôm nay mình rất là vui khi mà mình quay cái ca hiệu quả. Thực ra bốn cô đều là đẹp hết. Đấy, hai bạn đều khuôn mặt đẹp. Hay là hai cô chung với cô người cô đấy thì chẳng ai đẹp rất là đẹp cả. Người đến thì nhìn chẳng ai đẹp cả. Sau một thời gian thì thấy cải thiện hẳn, đẹp hẳn. Xịn lên. Xem làm lần nữa nhé. Xem làm lần nữa thôi nhé. Rồi mình sẽ kết thúc nhé. Đây các bạn hãy nhìn thấy hình ảnh của bạn. Rồi bây giờ mình nhìn mà mình cũng không thể nào mình không nhận ra. Rồi ok, mình nhận ra rồi. Đây là hình ảnh của bạn Ninh này. Trước khi đến Việt Nam Mỹ Korea này, Ninh là tích mỡ toàn thân. Đấy. Và nên khi mà Ninh giảm là Ninh giảm rất mạnh, và Ninh giảm đặc biệt là vùng trên trước so với vùng đùi. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với hình ảnh của bạn Kim Trang nhé. Bạn Kim Trang là giảm rất là ok, giảm rất là tốt rồi. Và bây giờ, nhưng với Trang cơ địa là cái chân giảm là đẹp nhất. Đấy, xong rồi tới vùng trên, nó giảm rất là hiệu quả, 70-80% rồi. Bây giờ hai chị cùng đứng lên một chút nhỉ? Giờ hai chị đứng lên một chút nha. Ôi, hai bạn giờ ok đi cô. Nhất. Nhưng mà vẫn cháu chỉ mong là về sau này sẽ được như cô. Đẹp rồi sẽ đến mà sẽ cứ đến đây là đẹp hết. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn cô rất là nhiều ngày hôm nay đã đến với Việt Nam Mỹ Korea để mà dành cái thời gian chia sẻ cho tất cả những người phụ nữ khác, để họ có cái tự tin, họ có cái động lực hơn để họ làm đẹp hơn, để không bỏ mặc cái bản thân của mình nữa. Cảm ơn rất là nhiều nhé. Thành công.